Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là nhóm Huyền sẽ chia sẻ wellness hỗ trợ với các bệnh lý. Thì đây là cô Tuyết, cô này năm nay là 50 tuổi rồi. Thì cô bị rất là nhiều bệnh. Bây giờ hôm nay cô sẽ chia sẻ là wellness hỗ trợ cho cô những cái bệnh gì. Và bây giờ cô Tuyết cho con biết là cô bị những cái bệnh gì nhỉ? Cô bị rất là nhiều bệnh. Đầu tiên là viêm đa xoang. Viêm đa xoang xong rồi lại đến đau dạ dày trào ngược này. Xong rồi lại gan nhiễm mỡ, xong rồi lại viêm gan B, xong rồi viêm đa khớp, rất là nhiều bệnh. Nhưng mà đi khắp nơi rồi, Hà Nội, Sài Gòn gì là được nằm hết rồi. Nhưng không được, uống thuốc cũng rất là nhiều nhưng không được. Một ngày nào rồi với là đi làm thì được các em vẫn chia sẻ cho thì lại dùng thử. Lần đầu đâu có dám dùng đâu, cũng sợ lắm. Xong rồi bắt đầu bỏ thôi, liều một cái xem sao. Thế là liều lên, thế là mua một lộ trình uống. Uống thì ngày đầu thì uống lúc đầu là thấy giảm giảm xong là bắt đầu cứ uống ngày là 3 ly bột và một gói viên. Đều như là một gói này với lại 3 ly bột này. Xong đến hôm nay được uống được 2-3 tháng rồi thấy rất là đỡ nhiều. Lại thêm canxi và táo nâu vào uống nữa là thấy người là nghe lời cô Phan Thủy. Nghe lời cô Phan Thủy dạy xem. Dạy xong bắt đầu là lại thêm vào táo nâu và canxi vào uống tiếp thì thấy người hôm nay rất là khỏe. Da rẻ rất là hồng hào lại. Như ngày xưa thời con gái là chỉ hồng được như thế này thôi, không hồng được thêm đâu. Nếu mà hôm nay em đã xương khớp thì cô bây giờ thấy thế nào nhỉ? Ngày trước là đau như nào, bí như nào? Xương khớp ngày xưa đau đấm vào đấy cứ khổ khẹt nhưng hôm nay đấm hết rồi, không còn kêu nữa. Xong lại cho được hai người ở ngoài quê cùng uống nhưng họ uống hôm nay họ đã thay giảm nhiều lắm rồi, họ lại mới vào mua uống thêm đấy. Viêm gan B của cô với lại bị ấy thì như thế nào, cải thiện nào? Viêm gan B thì chưa đi kiểm tra lại nhưng mà gan nhiễm mỡ độ 3 là hôm nay kiểm tra đã thấy hết. Tức là cô ấy trước kia là bị gan nhiễm mỡ độ 3 và mới đi khám lại kiểm tra thì bây giờ là gan nhiễm mỡ đã hết cả nhà nha, tuyệt vời không cả nhà nào? Đã thấy hết. Ở bệnh viện này là cô Lan làm phó giám đốc bệnh viện này kêu bố chị thì dùng cái gì mà đã hết gan nhiễm mỡ nhanh vậy? Bố chị cũng chẳng biết, chỉ uống cái eo nếp bột và canxi rồi táo nâu đây mà sao tự nhiên thấy hết, chị cũng chả dùng thuốc tây hay thuốc gì. Còn viêm đa xoang của mình với lại mình trồng được dạ dày như thế nào? Dạ dày bữa nay thì thấy ăn vô tư rồi, đa xoang thì không thấy đau trên đầu nhức nữa. Chưa kiểm tra lại nhưng ý là không thấy đau như mọi khi nữa. Và dạ dày thì bữa nay ăn vô tư nhiều thứ, mỗi lần đi đám cưới ăn phải kiêng đấy, về cứ đầy hơi đấy nhưng nay không phải kiêng nữa. Nay có nghĩa là ăn thoải mái không thấy đau dạ dày nữa. Rồi xương khớp mình là cũng không có đau nhức đúng không? Đúng rồi, không đau nhức nữa. Bữa trước còn bắt đầu uống cái này á, là cái tay này không nâng lên được. Người có nghĩa không được, con dâu bố mẹ, mẹ đến khám xem thế nào chứ không thì nằm lề nữa mẹ. Bố kệ đi để mẹ uống thử cái này xem sao, liều phát không đi khám nữa. Thế mà uống một tháng sau là thấy đỡ được nhiều nữa. Tức là uống wellness lúc đầu vào nó đau còn ngày đau hơn đó. Cô chị Tuyết bảo là không có cử động được luôn đó, kiểu cảm giác như đau thế á đó. Đau còn đau hơn cái lúc chưa uống nữa luôn, còn sợ luôn mà nhưng mà xong vẫn liều uống đấy. Vẫn coi mình phải nghĩ là chắc là chả bệnh lại đây, cũng giống như mình bị ho mình uống thuốc xong nó chả bệnh lại ho nhiều hơn đấy. Thì đây uống dùng nhiều thuốc quá thì nên là quá dành cái thuốc lắm rồi. Uống vào còn đau tợn hơn lúc chưa uống. Như vậy là nói chung là mình muốn kinh doanh wellness này, thứ hai là mình muốn có sức khỏe tốt thì mình phải trải nghiệm đúng không? Trải nghiệm rồi xem nó như thế nào, nó lúc đầu đúng không? Mọi người nếu mà mình chưa trải nghiệm mình rất là sợ đúng không? Nhưng mà may em là người nhà em cũng dùng rồi, em cũng dùng rồi là mình thấy lúc đầu nó sẽ đau hơn. Đó cho nên là mình có cái kinh nghiệm, mình nói chị Tuyết nên chị Tuyết cứ dùng đi, dừng cỡ một tuần là xem như thế nào. Thì đúng sau thời gian một tuần là chị hết nhỉ? Đau đúng một tuần là hết, tuần xong hôm sau nó đến lúc uống cái canxi với cái táo này vào nó cũng đau lại nha. Nó đau lại thế đấy, là sao lưng mình bữa nay lại đau tợn thế này. Thế là xong rồi cũng đau mấy hôm xong nó lại mới thôi đấy. Bữa nay chị Tuyết vừa rồi về Bắc đúng không? Là mọi người khen nào. Mọi người về Bắc bữa nay họ kêu sao bữa nay da lại trắng trẻo vậy. Bữa nay ra chợ này 10 người đều nói cả là dùng cái gì mà người trắng vậy, thon vậy. Thon đâu, người ấy vẫn vậy mà vẫn đau trêu vậy. Cô ấy 55kg bình thường là cảm giác mà thấy đây là mình bập ấy. Mà hôm nay cũng 55kg nhưng mà người eo thon hơn, họ tự giảm ký đó mọi người. Cho nên uống Gelnet là nếu mà mình uống đúng cách thì sẽ giúp cho mình là người cho mình săn chắc lại á. Đó, mình không bị chảy xề nữa. Thì trước 55kg là mặc cái bộ quần áo này cách đây 2 năm là không mặc được nữa rồi. Hôm nay lại bắt đầu lấy lại.